Chuẩn bị nấu cơm này các bạn. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Để hôm nay anh em mình đi chơi về các bạn ạ, đi núi kiếm phong đan với ong mật ở trên núi nhưng mà không có kết quả gì. Về đến nhà thì không có gì ăn ấy, thì chú Trung bảo chỉ mua đậu phụ để ăn thôi, hôm nay làm không ra việc đấy. Nên là hôm nay đậu phụ chú ấy bảo chú sẽ nướng. Còn cách chế biến như thế nào các bạn cùng theo dõi chú ấy chế biến nhé. Kim Trung đang bót que xiên để xiên gì đấy chú thì chú Trung. Chú Trung đang bót que xiên này để xiên đậu phụ nướng à. Lần đầu anh nghe thấy đấy. Nướng được không đây? Lần đầu tiên trong đời. Làm nhỏ quá. Nhiều thế mà bóc ra được có từng đấy nhỉ? Vâng. Bỏ dày. Cây của nó rất giống cây măng đắng mà măng của nó lại ngọt các bạn ạ. Đấy, ăn rất là ngọt luôn măng này. Măng này mà đi kiếm được nhiều mà chấm chẩm chéo chị Thảo nhỉ? Vâng. Thêm măng lay. Bóc được 5 cái rồi các bạn. Hôm nay là mình sẽ xiên 6 xiên nhỉ chú Trung nhỉ? 6. Đấy 6 xiên. Ăn thử ra. Bao xong xiên này. Sau mới làm nhiều. Chắc ngon hơn rán. À ôi tôi cháu kín y tàng nhớ đó nó. Đây. Chú Trung bảo hồi trước ấy, tức là cuộc sống nó còn thiếu thốn mà các bạn. Tức là để mà có thịt ăn ấy thì phải nói rằng cả một tuần thì có khi chả được bữa nào. Nên là thường hay là mà món đậu phụ này xiên nướng giả thịt đấy bạn. Đấy. Nên làm xiên kiểu này trẻ con mới ăn trước. Làm kiểu gì nó không ăn. À. Tức là phải xiên nướng thế này thì còn trẻ con nó mới ăn đúng không? Tưởng thịt. Đấy, bây giờ là cái công đoạn bót xiên này này bạn, đã xong rồi này. Này, chú Trung đang thái hành này các bạn. Để làm gia vị cho vào món đậu phụ nướng nha các bạn nha. Đậu phụ thì mình để ở trên kia rồi. Đấy, lúc đấy có một ông bác gì ông mang đến tận nhà cho luôn. Ôi, bộ ưỡi ngươn một ngươn à. Đây, chú đang đập thêm một ít tỏi. Đây này đang cho thêm một tí ớt và mắc khén đúng không chú Trung? Ớt khén à, đấy đá chanh nữa không? Thấy mấy cái đá chanh kìa. Đây này gia vị để cho vào món đậu phụ nướng của mình hôm nay, xiên nướng của mình hôm nay này các bạn. Gồm có ớt này, mắc khén này. Đấy, tiêu rừng đấy các bạn, một ít tỏi, hành, muối mì chính, một ít đá chanh. Đấy, để gia vị để cho vào món đậu phụ xiên nướng nha các bạn nhá. Mình thì lần đầu tiên mới ăn thôi, còn nhà chú Trung ấy thì bảo hồi trước thì làm rất là nhiều rồi. Còn đậu phụ đến với mình ấy chỉ sốt cà chua này, nấu canh này, ăn sống này. Đấy là những món hay thường chế biến ăn, chứ còn xiên nướng này là chưa bao giờ các bạn ạ. Nháo à? Đang còn nóng. Để kiểm tra xem miếng đậu phụ của mình ấy, hôm nay đã hơi nháo các bạn ạ. Vừa nóng nữa nên là chú Trung chú ấy bỏ vào trong chậu nước ấy để cho nó nguội. Hy vọng là nó sẽ chắc hơn. Đấy. Đấy, xôi của mình sắp chín rồi.
Cho nó thơm. Khá là nhiều ớt đấy nhỉ? Quá nhiều rồi. Vừa đủ thôi. Cái này ai mà vị dạ dày chắc là không dám nếm các bạn ạ. Tầm này ăn ngon hết. Đấy, đây phải nói rằng là chỉ là món cho bậm rượu thôi các bạn. Đấy, chỉ đồ nhắm rượu thôi. Bởi vì rất là cay, mắc khén rất là nhiều mình thấy rồi. Nướng à? Nướng luôn à? Cháo chuột các bạn ạ. Không biết ở đâu chui ra ở chỗ bếp này. À hôm nọ đi soi là nó bị sổng à? Nướng luôn các bạn ơi. Không để phí miếng thịt nào các bạn. Thưởng thức luôn nhá. Đang cắt từng miếng để tí xiên này các bạn. À cắt từng miếng vuông thế à chú Trung. Ôi tí đảo gia vị chắc là khó, phải cẩn thận lắm ấy nhờ. Không thì nát hết. Nóng đúng không? Đây, đậu này sắp ra thái xong rồi các bạn ạ. Mới còn nóng à? Thảo nào nó mềm đúng không? Đây đạo gia vị rất là nhẹ nhàng. Không có loại đậu phụ cứng như ở dưới kia ấy nhỉ, dưới Thái Nguyên ấy nhỉ. Từ trước anh xuống đây là đây, loại đấy sắc ư ép đấy, loại đấy rất cứng. Để lâu nó cứng rồi, bây giờ nó còn nóng. À. Không, loại ở trên này nó mềm hơn. Nhìn cũng khá hay chứ nhỉ. Đậu phụ dính gia vị tốt. Ai cũng túm tùm vào xem các bạn ạ. Bởi vì lần đầu tiên thấy xiên rồi. Chắc là ở khu mình chỉ mỗi nhà chú này chế biến kiểu này thôi. Bị xiên các bạn ạ. Gần giống thịt xiên. Mỗi tuổi nó màu trắng thôi. Để tương ớt vôi vào. À nhỉ. Ừ. Để khi bọn chị Thảo chạy đi mua cái sa tế nhỉ. Ừ. Quệt vào cho nó cho màu vàng ra như kiểu. Không, tí thịt cho vào lửa màu vàng ra. Cho nó màu vàng tự nhiên đi nhỉ. Ừ. Cái này xiên dế nhỉ. Nó tù nó thấy. Ở bình. Đây đã xong một xiên các bạn ạ. Chín rồi, con nhà ai chín rồi. À, chín. Con cháu chuộc. Cháu chuộc à? Lúc đấy con cháu chuộc nhảy ra này, chú Vinh chú. Cháu chuộc này. Chú nướng luôn các bạn ạ. Đang đói quá ăn cho cắt cơn. Ngọt phết luôn. Ngọt lắm. Chết với ông Hai Đuốt TV này rồi. Chú bảo mày có con tao chuột kia cắt cơn không đói quá. Có cao quá không nhỉ? Hai xiên thịt điện đấy hình như cao rồi. Đây. Chị Thảo chị đang đã bóp muối mì chính các bạn ạ. Đấy, tí mang lên nấu canh. Cho nước không? Ăn cam nó
Đây toàn màu trắng nhỉ? Khu sao cái nào? Hay buộc hai cái một tí khoa. Hả? Buộc hai cái một tí. Chết rồi, con gà này mổ hết bao thóc nhà mình rồi. Này. Đây, xiên thứ năm này các bạn. Món này phải nói là món óc trâu nướng thì hay hơn vì rất là màu trắng. Óc này không xuyên được. Óc này không xuyên được đúng không? Đây hôm nay có cả canh măng này, xong là măng nướng nữa. Úi giời, măng này mà nướng ăn rất là thơm này các bạn ơi. Mới tội đắng thôi. Đúng rồi. Măng đắng mà. Măng quế vụ này nó không đắng đâu. À, đây chị Thảo và măng quế vụ này không đắng các bạn ạ. Bất lắng, không mới. Ăn ngon đúng không? Ngon như măng đầu vụ đấy. Với xiên đời đoạn này, một đôi 25 xiên rồi. Đây, xiên cuối cùng sắp xong rồi các bạn. Ở chỗ mình thì tiếng Thái của mình cũng gọi đây là tàu phu thôi các bạn. Đấy, còn tiếng tiếng Kinh ấy thì gọi là đậu phụ. Đấy, chỉ khác nhau một tí thôi. Phu với phụ. Ừ, đấy, khác nhau một tí. Đấy, sắp xong rồi. Hôm nay là nướng 6 cái xiên điền đúng không ạ? Đấy, xiên đậu phụ này. Hưng thích ăn món này không? Hưng vừa đi học về này. Cháu còn nhỏ lấy cái này nuôi cháu mà. À. Xưa Hưng ăn cái này chứ cứ tưởng tượng là thịt nên là thích lắm đúng không? Thiếu thì thái thêm các bạn ạ. Đơn giản quá. Còn mà. Hay là thế này ăn luôn đi, lỡ phải để nướng nữa. Ôi. Nhìn hấp dẫn lắm rồi. Mùi hành tỏi xong. Ngon nhỉ. Đấy. Bây giờ phải phải buộc vào nhau đúng không? Đấy, buộc hai cái xiên một để cho miếng đậu của mình không bị xoay các bạn. Bởi vì đậu phụ nó rất là mềm. Nhìn hay phết đấy các bạn ơi. Mèo thấy chạy. Nè bạn. Bố ai hòm hòm cả đấy. Ai hòm gia vị nó này. Như vậy là đậu phụ đã xiên xong hết các bạn ạ. Thì chờ một lúc nữa là rảnh cái bếp ra là mình cho vào bếp luôn thôi. Đây này ông bác lúc nãy mang đậu phụ cho nhà mình như này. Này. Bác được ăn đậu phụ nướng như này bao giờ chưa bác? Đây bác chế biến đậu phụ mấy năm rồi mà chưa bảo là. Chuyên bán đậu phụ mà cũng chưa nướng như thế này ăn bao giờ. Cái này về, tôi chỉ này xong cứ băm thịt ra cho máy xay thôi, cắt thành miếng miếng nhét vào trong cho nó dán thôi. À. Cái đấy cũng ngon đấy chứ. Không. Đấy là đậu phụ nhồi thịt nướng. Nhồi thịt trong rán. Rán à? Chị Thảo chỉ rất là nhiều tiết mục các bạn ạ. Bây giờ còn đốt măng nữa. Đây là măng măng phầu nhỉ? Đấy. Ừ, đây, cây măng phầu. Hôm trước là em với chị đi bắt con sâu về ăn đấy nhỉ? Đây kiếm ở rừng đấy đúng không chị? Chắc cả buổi sáng chưa hút gì nào chưa. Đây đậu đã được cho vào bếp nướng rồi các bạn ơi. Đấy. Thiếu than.
Ô, măng chín rồi à chị? Đây măng chín rồi. Bóc rồi, nhìn đẹp thế chị nhờ. Chắc ngon lắm đây. Ô. Đây. Phù đá vàng ra rồi nhỉ. Bớt cân phun nâng cái lá này này. Lại đó những nguồn này. Này đó. Chín rồi. Này đó. Hoa chuối à chị? Này, hôm nay có món hoa chuối để chấm tương thối chị nhỉ? Tương thối của người Thái đấy. Đây này các bạn ơi. Đây, tương thối. Bỏ trong bảo quản trong cái hộp nhựa này nhỉ? Vâng. Ở chỗ em thì hay gói lá. Em thối quá gói lá. Còn ăn kịp nó thì. Đây Nga vừa đi học về này. Đây đang chuẩn bị sắp cơm này các bạn ơi. Đấy. Mang với đá chát ngọt nó cho vào rồi. Đây đá chín một xiên này các bạn. Đây này. Cái gì đây? Còn hai cái này sẽ sắp chín nốt rồi các bạn. Đây, hôm nay có thêm quả nải ruộng nữa các bạn ạ. Đấy, tiếng Thái của mình gọi là mắt tảng xà quai nhá. Nhưng mà ở chỗ mình ấy tiếng Kinh ấy thì mình chả biết gọi như thế nào đâu, chịu luôn đấy các bạn. Rồi, khói quá. Nhìn ngon thế nhờ thịt đấy. Khả năng là cay. Siêu cay. Cay đến đâu cũng sẽ cố ăn vì nhìn rất ngon. Cho vào hai đĩa đi. Chín rồi đấy. Cành lá múc rồi các bạn ơi. Cho vào phép thôi. Chín chưa, xem nào. Cháy rồi một vị. Cháy rồi. Lỗi tí rồi, nhưng mà cháy một tí khá ngon nhỉ. Đấy, không được hết rồi mà, cháy cũng ngon. Ngon quá nhỉ. Nhìn đẹp hết nhỉ. Lúc đấy nó trắng nhìn mất cảm tình, bây giờ nhìn đẹp rồi. Giống thịt ra rồi. Vàng ươm, vàng ươm, vàng ươm. Đẹp. Thôi bỏ ra đĩa thôi nhỉ. Vâng, vâng. Chín rồi các bạn ơi. Bỏ ra đĩa thôi. Bỏ ra đĩa thôi các bạn. Hôm nay muộn quá, đói quá rồi các bạn ơi. Đáng nhẽ ra phải ra là phải đảo để cho bên trong kia vào một tí nữa, nhưng mà anh đói rồi nên thôi. Úi giời. Được hai đĩa to tướng nhỉ. Trông như này. Lần đầu tiên sẽ được thưởng thức cái món này. Xuống chỗ nhà anh Đoàn cái gì cũng lạ nhá. Ăn cái nào cũng là lần đầu tiên được ăn luôn. Sao anh ngán hết, ăn xéo nó mặn. Bệnh kiên sẽ quá. Thì nào có mi hỏng buồn. Hỏng buồn ấy. Có hết mà. Có đủ mà. Đây này các bạn. Nó thì khủng xíu. Đây bữa cơm của gia đình mình hôm nay này các bạn ơi, gồm có món canh măng này, tức là loại này giống rất giống măng đắng này nhưng mà rất ngọt các bạn nhá. Một đĩa thịt bò nướng, xong là món đậu nữa, món đậu nướng này các bạn, món chính mình quay hôm nay đấy, một bát chẩm chéo, măng nướng, đấy, món là đậu sống và một món tương thối của người Thái mình các bạn nhá. Rồi vào thôi, vào mâm đây. Ôi, sắp ăn cơm rồi, chú làm cái gì nữa đây?
Pịa cá người ta để cho vào lọ. Pịa cá à? Thơm lắm đấy. Đây món pịa cá các bạn ơi, hôm nay có cả món pịa cá này. Đấy. Đây để lâu năm càng thơm. À, thế cái này để đâu chưa? Lâu rồi, mấy tháng rồi. Được mấy tháng rồi à? 5 tháng rồi. Đấy. Món này món pịa cá hay nói gọi cách khác là thô hơn một tí các bạn ạ. Cứt cá bảo quản mấy tháng rồi, bây giờ mới mang ra ăn các bạn ơi. Đâu ăn thử xem món này, chẩm chéo đúng không? Món đậu xiên nướng của mình nào. Đậu xiên nướng chẩm chéo đây. Ngon không chú? Thơm lắm. À. Thơm lắm. Giống thịt xiên. Nhìn ăn ngon thế. Mình nuốt hết cả. Đang đói. Rất đói mà. Nuốt nước bọt người các bạn ạ. Đấy. Đâu nhỉ? Thôi anh em mình hôm nay đi chơi núi đá không có kết quả gì về có toàn món đặc sản, mời con anh thì chúc sức khỏe nhá. Cảm ơn chị nào bữa cơm hôm nay nhá. Rồi, cảm ơn chị nhá. Không có gì. Khi nào có món gì thì không biết nấu thì bảo chị. Nè các bạn. Này các bạn nhá. Gì cho sáng đi. Mắm. Đây, mời các bạn nhá. Thôi mời cả nhà ăn cơm thôi. Đâu mời cả nhà ăn cơm nhá. Đây mình thử cái món đậu nướng này. Ô, cái đĩa hình kia hình như ngon hơn đấy, có ngay đĩa trước mặt mà mình gắp một toàn đĩa bên kia. Lần đầu tiên trong đời nếm đậu phụ nướng. Đây này các bạn ơi. Thôi mình không chấm nữa, ăn thử xem vị của nó như thế nào. Ngon không Hưng? Cái hòm gia vị mà nó. Mùi thơm của gia vị ấy nhỉ? Thơm ngon đấy, không bùi bùi của đậu nữa. Cái này thì mình sẽ lổi xiên thịt nướng rồi đấy. Ngon lắm. Họ đang làm đi. Ngon mà. Tránh nhau chớm nhá. Mùi thơm quá nhỉ. Thơm lắm à? Thơm lắm. Thơm gia vị. Ăn cảm giác có dai dai cái phần ngoài của nó ấy. À. Những cái thơm nó cứ dai mắm. Đây, một món đặc biệt nhất của ngày hôm nay này các bạn ơi. Đấy, tiếng Thái mình gọi là khỉ pa bóng nhá các bạn nhá. Cá, tức là lòng cá để mấy tháng rồi, gần năm rồi mang ra ăn này. Hôm nay mà chúc chung bảo là khách quý. Quan mới được ăn đấy. Khách quý quá thì hôm nay mới mang ra.
xí thuổi nằm chậm, phải thuổi là hen chẹp. Xua thuổi chỗ nào? Chỗ nào nè? Thuổi là phải chẹp hết. Chưa hết kìm chỗ nào. Thử mỏi phía khá. Ở phía khá. Ở bờ phát trong toàn này. Hả? Ở bờ phát trong toàn. À, đây cả đá chát à? Mới vào lửa qua chậm. À, đá sung cái gì? Chậm phía. Mà lửa pin cho một cái xương này ăn piệc cá này bạn ơi. Mà lửa cua. Piệc cá thì lửa pin cứ mấy tháng rồi ấy. Ngăn nó tiền trùng. Ăn tiền trùng xong mới sơn này. Cái quả sung sung túc. Có tí thối nào đâu nhỉ? Đắng đắng thôi. Có vị đắng một chút thôi. Trời rồi mới ướt cho toàn. Thiếu xạ. Trời hổ mừng. Củ xả. Xả với ít gừng đúng không? Cho thêm xả rồi. Thêm ngâm muối vậy thôi. Xả vào. Các chảo của thế này nọ. Và lá xả. Nhìn nó gọt phết đây. Anh Linh Nga. Một chéo hoàng đắc thì chăn nọ. Tiền tang vậy thôi. Ui. Ui vạ ơi. Mất sao xòe lè càng thêm. Cất lè nhớ mua rồi. Lắc ở lắc luôn chung mà. Đây cái nhài phải nhài mà niêm rồi. Thôi em chào lấy rồi không? Không có bảy mươi mấy con trong bên đó. Hương thịt không ăn ăn lẩu cũng xuyên thôi à? Chỉ nhớ ăn hen nhát nọ. Chưa vui. Ông buôn bán đậu phụ nửa cuộc đời chưa xuyên ăn bao giờ. Đúng rồi, chú ấy bán đậu phụ mà hơn 20 năm rồi mà chưa xuyên kiểu này ăn bao giờ các bạn. Bây giờ nó hỏi ấy, gia vị nó cho những thứ gì về nhà làm ăn trông ngon. Hoa chuối chấm tương thối này bạn. Khá là ngon. Đây. Đã thêm món mới rồi. Hôm nay toàn đặc sản nhỉ? Ăn toàn đặc sản thôi. Này bạn. Ăn má sửa khoai xem coi. Cần nha. Đấy. Sả khoai vào. Mảng nữa thôi toàn ăn chay đấy. Cái bọn mình gọi là mất tảng. Sả khoai các bạn. Mất tảng sả khoai. Ôi dồi dây mất rồi. Dịch ra là cái gì nhỉ? Chịu. Quả cái gì? Áo. Quả áo trâu. Áo trâu à? Sả rồi. Chắc nó thắng. Đắng đắng vùi vùi các bạn ơi. Ăn ngon vậy nhỉ? Ngon chứ. Mình thích cái này sở trường của những người ăn đắng thì tuyệt vời lắm. Loại này không đắng mấy đâu, có một loại đắng hơn đấy các bạn nhé. Món trắng này không có ai gắp à? Một chiếc màn xem hết rồi. Biết thế xiên nướng hết nhỉ anh Đoàn này. Đi vào lẩu mà hiu mà. Bây giờ cử ai đi gót xiên nữa nhỉ? Bây giờ xiên phú được, không có gia vị rồi. Ngon quá. Tập tận hay. Mình gắp thịt thôi. Ừ, tài sản bà video kính tập tài. Mơ bây ngay. Hãy tắt quạt thì chứ. Là măn măn, ra ngoài quầy. Đấy, ăn cứt cá này các bạn. Bịa cá. Nói thế thô quá. Cút. Bịa thôi, không phải cứt. Lẩu cá. Thơm. Ngon. Càng bề hướng càng là hóm nọ. Mình lấy hoa chuối chấm à, hóm mình. Ngon lắm à? Mùi thơm à? Tiệm cá này để càng lâu càng thơm. À. Cũng sẽ chào cho sợ ổn như nọ. Mình không lẽ đậu phụ ổn đi. Đừng hết rồi đậu phụ là no à. Nhớ với cho kịp. Đậu phụ mạng.
Chú Phủ thích ăn. Ngon nhở? Rồi, mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và đừng quên ấn đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.